Quốc hội khóa 15. Chúc năm Quý Mão 2023 nỗ lực mới, khí thế mới với những bứt phá mới và thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ. Quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí.